Sau khi được tham gia buổi tư vấn của bác sĩ ngày hôm nay thì trong 3 bộ sản phẩm dinh dưỡng mà Nutrilite đã thiết kế đặc biệt cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016, đó là bộ dinh dưỡng nền tảng Foundational Trio, bộ giải pháp cho làn da và bộ giải pháp cho cân nặng, thì em cảm thấy ấn tượng nhất đó là bộ giải pháp dinh dưỡng nền tảng. Bởi vì đây là cái bộ giải pháp có một cái tính phổ quát chung. Đó là có, ở đây mình có thể giải thích được đó là với bất cứ ai ở bất cứ độ tuổi nào, màu da, sắc tộc hay là ở giới tính nào thì họ cũng đều có chung một nhu cầu dinh dưỡng. Và đây là bộ sản phẩm mà có thể đáp ứng được cái nhu cầu dinh dưỡng chung đó và rất là tiện lợi để sử dụng hàng ngày. Cũng như là đối với những người mà lần đầu tiên cần để sử dụng một cái bộ dinh dưỡng mà để hồi phục sức khỏe thì cần phải lưu tâm đến 3 cái dưỡng chất cơ bản, đó là dưỡng chất thực vật, protein thực vật và omega 3.